tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn truyện dài Vòng Tay Học Trò của tác giả Nguyễn Thị Hoàng, sáng tác trước năm 1975, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 10, chương 10. Biết mọi người qua lại sau lưng đang tò mò dò xét nhìn về phía mình, nhưng Trâm vẫn yên lặng nhìn qua cửa kính. Bên ngoài nắng vàng que nhảy múa trên những cành thông chót vót cao. Mặt hồ phía dưới lóng lánh như một tấm gương phản chiếu những tia mặt trời chói lọi. Bên kia hồ, trên con đường vòng cung lượn quanh rặng đồi thấp, bọn học trò lũ lượt nhau về. Tiếng nói cười la thét xôn xao vang trong gió. Trâm tự nhiên náo nức trong lòng, thèm bỏ buổi họp hội đồng giáo sư sáng nay, tìm đến một nơi nào thật vắng vẻ, yên tĩnh, có cỏ mượt và bóng cây chen nắng, nằm xuống cho cảm thấy tiêu tan trong những ý tưởng mơ hồ. Đoàn người li ti dưới ấy thoảng qua rất mau, một lúc sau không còn bóng dáng nào trên đường. Trâm thích đứng sau khung cửa kính đó, nhìn xuống con đường học trò ấy từ ngày Minh đi. Những lần đầu tiên, lòng nàng như rơi rớt vào khoảng không chơi vơi dưới đó, như trao lượn trên những tầng dấu vết và kỷ niệm chập trùng của Minh để lại. Trạng thái đau đớn mơ hồ dần dần biến thành một cảm xúc nhẹ nhàng, quen thuộc, và Trâm im lìm, nhận chịu như một vết thương êm, như nàng đã đành lòng nhận rằng tất cả những điều xảy đến trong đời mình từ khi có Minh, gặp gỡ hay chia lìa, đa mang hay chán bỏ, đều là những sự kiện tất hữu không thể trốn tránh hay phủ nhận. Còn hơn là giữa dòng đời buồn tẻ không còn mức ngăn chia của tháng năm, sống bình yên như cỏ cây, không đau thương, không khoái lạc. Minh đi và Minh trở lại cho cường độ đau buồn và cảm xúc trong lòng Trâm dời dợi tăng lên, cho khoảng thời gian giới hạn cuối cùng đốt cháy ngọn lửa đam mê trước ngày tàn lụi. Trâm nhìn thấy suốt lòng mình, hiểu thấu hiện tại và nhận định rõ ràng những đường ngang ngõ tắt trong tương lai gần gũi. Cho nên nàng không cần gì nữa, kể cả nỗi băn khoăn của chính mình và sự hoài nghi đối với người con trai bất thường đó. Nàng thản nhiên và chừng mực hút thở dùng không khí cuối cùng còn lại trong một đường hầm định mệnh bích bùng trước khi bị lấp kín hoàn toàn. Minh trở về cho nàng thấy rõ hơn một lần nữa ngõ cụt gần kề, nỗi mất mát sắp tới, mất mát vĩnh viễn. Cửa lòng sẽ mở và con chim quý bị giam cầm bấy lâu sẽ vỗ cánh bay đi. Nàng ở lại, đau xót ở lại, như con giả tràng loay quay vô ích trên bãi cát, tan hoang những lớp sóng đời không ngừng tàn phá. Nàng sẽ nghĩ là Minh trưởng thành biến đổi trong suốt những ngày tháng qua bằng trái tim và tâm hồn nàng. Để rồi con chim sẽ cất tiếng hót ở một vòm trời xa lạ khác. Để rồi mỗi lần nàng thức giấc trong khoảng trống đời mình, cất lời gọi kêu, không một tiếng gió, lời chim nào đáp lại. Nhưng đó là thân phận nàng, ý nghĩ của nàng. Trâm sẽ không bao giờ nói ra, không bao giờ truyền sang tha nhân ngăn cách hơi thở nồng nàn thầm kín đó. Lòng Trâm sẽ vĩnh viễn khép lại như một loài hoa kỳ dị, chờ mở cánh chỉ trong một mùa xuân ước mộng không bao giờ về. Chờ cho mọi người vào phòng họp, Trâm mới quay lại cửa văn phòng đón thư cùng đi. Nàng ngạc nhiên thấy ông hiệu trưởng còn đứng ở phòng khách như chờ một người nào. Bỗng nhiên ông ta đến gần Trâm, và nàng có linh tính một điều gì quan trọng sắp xảy đến cho mình. Quan trọng theo cái nghĩa thông thường của thiên hạ. Còn với Trâm, đất có sụp dưới chân hay trời sập lên đầu nàng lúc đó cũng thế thôi, không có gì lay chuyển những ý nghĩ riêng tư của nàng. Quả nhiên ông hiệu trưởng nhìn Trâm một cách rất nhanh, như thể đo lường, dò xét phản ứng của Trâm trước sau câu nói. Rồi giọng ông ta nhỏ xuống: "À, cô Trâm, chốc nữa họp xong mời cô lên văn phòng tôi. Tôi có việc bàn với cô, định nói với cô mấy hôm nay nhưng chưa có dịp." Nụ cười hiền lành và khuôn mặt vui tươi của ông tự nhiên Trâm thấy nhuốm một vẻ lạnh lùng đe dọa. Cả trường, nhân vật duy nhất mà Trâm tương đối kính nể và có một thái độ điềm đạm tử tế là ông hiệu trưởng. Không vì chức vụ của ông ta, dĩ nhiên, mà vì cách cư xử khoan hòa giản dị của ông. Trâm đã tính, đã nghĩ trước có một ngày ông ta sẽ nói với Trâm tình trạng của mình, mà ông ta có nhiệm vụ phải vạch rõ. Rồi sau đó nàng sẽ phải cương quyết xác định một thái độ dứt khoát và lựa chọn một trong hai con đường. Nếu với một người khác, Trâm sẽ quyết liệt trình bày ý kiến mình và quật lại chống đối. Nhưng nàng không muốn làm thế với ông hiệu trưởng này, không muốn tranh chấp một quan niệm sống với một người đàn ông. Nhưng đây là chiến trận, và Trâm không có quyền nói với một người đàn ông, mà với người hiệu trưởng, một đại diện giáo dục
một vai trò trong một vườn máy lớn, động chạm đến cá nhân tức là phản đối tất cả. Cho nên chăm chỉ lễ phép dân dạ, lễ phép với tuổi tác chứ không với cấp bậc. Và nàng đón thư cùng vào phòng họp. Tiếng hô nghiêm chào cờ the thế của Khoa cất lên, và những mấy mươi thân hình mô phạm vây quanh cái bàn mặt đá dài thượt cùng đứng lên một loạt thẳng tắp. Quý vị an tọa, bật lên cười tiếp tục câu chuyện vui đang truyền miệng nhau trước đó. Trâm đối diện với ông hiệu trưởng đằng xa kia múc bàn, khoanh tay lặng lẽ ngang ngạnh nhìn lên. Ông hiệu trưởng xoa tay vào nhau, nhìn xuống một lượt những rường cột nước nhà phía dưới, rồi mỉm cười ban bố chút cảm tình và chậm rãi lật hồ sơ. Đọc qua những mục cần bàn cãi trong buổi họp cuối cùng, thăng tiến và thưởng phạt học trò. Nữ giới thuộc thiểu số, và hình như trên ngọn đồi lạnh lẽo này, bỗng cảm nhận sâu xa thuyết phận gái chữ tòng, nên tất cả ngồi im, đưa mắt nhìn đấng nam nhi tranh hùng hăng hái xung quanh. Những nhân vật hoạt động nhất trong buổi họp bao giờ cũng quanh quẩn chừng đó. Trang, Thiệu, Chu, Khê và thỉnh thoảng Lưu nổi gàn góp ý kiến. Vấn đề thưởng phạt được thông qua mau chóng. Các giáo sư chỉ đạo mỗi lớp chỉ việc ghi danh những tên đầu sổ có thành tích cả tốt và xấu, rồi hợp tất cả lại thành một bản kê khai đầy đủ của những danh nhân trong trường, để tùy đó chọn phần thưởng hay ra hình phạt. Thông thường nhất là gọi cha mẹ đến cảnh cáo, hoặc bắt ở lại lớp, hoặc phải qua một kỳ thi. Hay giải pháp cuối cùng quyết liệt nhất là tống khứ tên tội phạm ra khỏi trường. Tên này phải thuộc hạng dân trì, nghĩa là cảnh cáo, cấm túc, đuổi tuần, đuổi thẳng, làm đủ mọi cách mà vẫn chơ lì, như từ hải chết đứng không chịu lăn đùng ra. Nhưng ngoài thủ tục còn có ngoại lệ. Những đứa không phạm lỗi, nghĩa là không thiếu điểm trung bình những kỳ thi lục cá nguyệt, không bị cấm túc, không có một thành tích phản loạn bạo động nào đối với nhà trường, vẫn được quý vị giáo sư có lòng ưu ái đối với con em chiếu cố, xướng danh từ trong hội đồng giáo sư kiêm hội đồng kỷ luật nhà trường không có gì lạ. Bởi một tư thù vẫn có thể đem thanh toán trên bãi chiến trường, mà đôi bên đều có tác phong đấu tranh cho chính nghĩa. Ai biết, nhưng nếu biết thì cũng là kẻ đồng lõa. Ở đâu mà chẳng có phe đảng, có hận thù, có mánh khóe trên khắp hành tinh của giống người hai chân. Ở đây những thù vật được tỷ lệ thuận với địa vị và phạm vi hoạt động. Bản nội quy nhà trường do bộ ấn định biến thành một chiếu chỉ quan trọng của triều đình, ở xa về rơi vào tay những quan liêu thích tiền trảm hậu tấu. Vì thế đến mục truy tầm những tên học trò bị đuổi, hội đồng đã bàn cãi giằng co suốt tiếng đồng hồ giữa thực trạng trong trường và những nguyên tắc bộ đề ra. Trăm giờ lơ đãng, nhưng thật ra nàng chăm chú theo dõi, không bỏ sót một ý kiến nào của các đồng nghiệp từ đầu cuộc thảo luận, nhất là ở mục đuổi học trò. Nàng vuốt nhẹ lên tay áo len Minh sắn giùm sáng hôm nay trước khi qua trường, và mỉm cười bâng quơ. Minh đã nghiêng đầu ngắm Trăm thật lâu. Ước gì mỗi lúc qua trường cô lại xấu đi. Sáng nay họp hội đồng giáo sư, cô mặc áo mới nữa đó à? Áo cũ đi chứ, tại em chưa thấy. À này, vấn đề của em bên ấy ra sao? Họ đuổi mấy tháng cuối không cho thi. Lý do? Lý do khách quan là nghỉ nhiều, chủ quan là cô. Bậy nào, cán giữ gì tới tôi? Bọn nó truy và trù mặt em ghê gớm lắm. Tụi bạn cũng thấy, cô không tin à? Nhưng sao lại thế? Những ai? Phần nửa trường. Tụi bạn nó bảo vì cô và các ông nào không có trong danh sách cũng bên bạn về hồ với nhau. Tôi không nghĩ thế. Vô lý. Ai đối với tôi ra sao tôi biết. Ngoài đối xử bạn bè, không ai có gì với tôi đâu. Chẳng lẽ họ nói với cô à? Cần gì nói. Nhưng linh tính đàn bà như máy radar, đàn ông nào muốn nổ mìn là nhận ngay. Minh vùng dậy hét lên. Thôi đi, cô làm bộ hoài. Khối đứa mê cô. Mấy ngón tay Trầm xoa nhẹ và dừng lại đột ngột trên lần áo len ấm. Thế cũng được. Nghe Trâm, khối đứa mê mày ở quá khứ, hiện tại và có thể ở tương lai, nếu còn sống cho đến tương lai. Nhưng vì thế mà mày cảm thấy chán chường và nhục nhã, bởi không bao giờ tìm ra một yêu thương chân thành và đích thực trong những trái tim mê ngút lửa. Nhưng không bao giờ có một giọt nước ngọt ngào nào giữa trùng dương mênh mông, mặn chát. Đàn bà trẻ có thể sống kiêu hãnh bằng yêu mê của đàn ông, nhưng trong buổi chiều tàn tạ của dung nhan, chỉ có tình thương thấm thiết và dịu dàng mới giúp trái tim cằn cỗi gượng lại chút hơi tàn thoi thớp. Nhiều khi Trâm đã chua chát nghĩ thầm, tốt đẹp gì đàn ông dây quanh mình như diều quả vỗ cánh xuống một xác chết, thèm rỉa thịt và sợ phải tha theo xương. Phòng họp bỗng nguyên náo, nhiều tiếng nói vang lên cùng một lúc. Một bàn tay nổi hứng nào đó nện mạnh xuống bàn, và Trâm ngơ ngác nhìn lên, giọng điềm đạm của ông hiệu trưởng.
Nhưng thằng học trò ấy có đủ điểm trung bình hàng tháng không? Một người trả lời: đủ điểm. Nhưng trường không thể chấp chứa một tên có thành tích hạnh kiểm như thế. Nếu không đuổi cũng bắt nó thi lại tất cả các môn. Giọng khác phản đối: theo nội quy không thể bắt nó thi lại tất cả các môn. Nếu đủ điểm, giả lại nó không đủ số cấm túc và số ngày nghỉ, tóm lại nó không đủ điều kiện để bị đuổi. Chu đưa tay: theo tôi thì không thể hoàn toàn theo đúng nội quy, phải châm trước theo trường hợp ngoại lệ. Nếu tên học trò quá đáng không thể dung túng được, có lẽ ta nên tìm cho nó một tội nào đó. Có tiếng cười nhạt phía khê: nghĩa là nó không có tội, nhưng mình tìm tội gán cho nó rồi xử tội. Như vậy có thể mang tiếng là thù hằn riêng tư. Hay trường bằng lòng giữ lại những phần tử xấu để cho học trò ngang nhiên tiếp tục những chuyện không thể ra sao trong lớp. Ông hiệu trưởng chỉ trân: anh thấy tên học trò đó thế nào? Có nên đuổi hắn ra sao trong lớp? Trân miễn cưỡng: nó là một trong ba tên học trò lộn xộn nhất lớp do tôi chỉ đạo. Nhưng tôi nghĩ nó không có lỗi gì rõ rệt. Nó nghĩ nhiều nhưng không đủ lý do đuổi. Tôi đồng ý với anh Khê trước ý kiến của anh Chu vừa nêu lên. Hai cặp mắt đối lập hầm hè nhìn nhau. Ông hiệu trưởng ghi vài chữ lên giấy rồi hỏi: như vậy không thể đuổi hoặc thi lại tất cả các môn, nhưng thằng đó tên là gì? Trâm nắm chặt tay vào mép bàn, giọng trân: Nguyễn Duy Minh. Được, tôi ghi tên nó đây, có thể xét lại sau. Trâm nhìn thẳng lên hiệu trưởng, cảm thấy nhiều cặp mắt lặng lẽ quay về nàng chụp hình phản ứng. Nhưng Trâm hoàn toàn thản nhiên, như giữa nàng và cái tên bị cáo không một liên lạc nào. Và mọi sự khiêu khích gây chiến như những mũi tên lướt qua khuôn mặt lạnh lùng cẩm thạch. Nàng nhìn rất lâu vào từng nét mặt xung quanh, thầm đoán một chiến trận tiếp diễn ở thời gian, địa điểm khác, không có nàng tham dự. Nghĩ đến nhiều vấn đề rắc rối gây go sẽ xảy ra, nhiều bàn cãi sôi nổi sẽ thức tỉnh bầu không khí bình lặng của đời sống Đà Lạt. Vì Minh. Trân khoan khoái mỉm cười, nụ cười có vẻ mỉa mai và hài hước trên khuôn mặt nghênh nghênh của Trân, vẻ hằn học bất mãn ở bàn tay nắm chặt, dáng lặng yên nhẫn nhục của Tốn, giọng nói sắc và êm của Khê, những câu khôi hài tế nhị của Thiệu giải tỏa bầu không khí căng thẳng của buổi họp. Tất cả bỗng thật gần gũi và xa lại với Trâm, như những cô bạn gái ngồi bên cạnh. Hiền mang bụng mấy tháng, ngồi lâu mỏi lưng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ tay. Viên đói bụng, chốc chốc nhăn mặt. Thư nhấp nhõm, lần tay vào sắt tìm gói ô mai. Lòng Trâm tự nhiên gợn lên một bâng khuâng dịu dịu. Cuộc đời sẽ bình yên tiếp tục trên ngọn đồi măng trẻ này. Buổi họp sẽ tái nhóm giờ cuối cùng mỗi buổi sáng thứ ba hàng tuần. Những khuôn mặt này lại nhìn nhau, thông cảm hay hằn học, dò xét hay biểu đồng tình. Công việc được lặp lại đều đặn như những cái nang quay tròn quanh trục bánh xe. Người này mừng sinh đứa con đầu lòng, kẻ khác vui sướng với chỉ số lương vừa tăng, kẻ nọ hân hoan được nhận dạy thêm một số giờ ở lớp khác. Hình bóng cuộc đời phản phất thường xuyên trong những cử chỉ, những lời nói, những nét mặt đó. Còn Trâm chơi vơ và lạc loài, không bè phái, không bầu bạn, không gì cả, như người bị lưu đày trong một hành tinh riêng biệt, cho nên xa cách ngay từ khi gần gũi. Biết bao nhiêu dập đường thời gian biện biệt giữa Trâm với các người kia một ngày xa khuất nơi đây. Tan buổi họp, Trâm chờ ông hiệu trưởng ở cửa văn phòng. Nhưng ở phòng họp ra, ông ta nhìn đồng hồ tay lắc đầu bảo Trâm: muộn rồi, thôi để sang mai. Trâm lễ phép dân dạ rồi ra cửa, đi ngược lên dốc đồi vắng sau sân trường. Trâm dừng lại một phút, nhìn lên dãy lầu cao im vắng trong nắng trưa và nghĩ thầm: sao ông ấy không nói phân ngay ra, còn chờ dịp mới não được mình. Nàng tưởng tượng ra một mẫu đối thoại ngắn ngủi, cọc lốc và dứt khoát ở ngày mai, bởi đã đoán trước và chờ đợi từ lâu giây phút ấy. Trâm bỗng cảm thấy kiêu hãnh một cách rỡm đời và ngu ngốc, trong khi mọi người đều khúm núm sợ sệt, chiều chuộng để bám chặt lấy mảnh vỏ đời như một loài sên giữ lấy thân cây, thì nàng không cần gì cả. Ngẩng đầu lên cao, khăng khăng bước theo một lối riêng của mình và sẵn sàng rời tay khỏi sự sống đang nhìn mình gầm gừ, xua đuổi. Và ngày mai, nàng sẽ vào văn phòng một mình, cánh cửa khép lại như thái độ cẩn thận của cai ngục đối với tên tù nhân. Ông hiệu trưởng có thể sẽ hỏi dài dặc về vấn đề nội bộ của nàng, về tình trạng ăn ở bất hợp, luân lý của tên học trò trong nhà nàng. Rồi nàng sẽ gật đầu và chấp nhận hết, không một lời đính chính hay chối cãi, phân trần về tất cả những ngộ nhận, vu khống hay châm biếm, chỉ trích, buộc tội của thiên hạ. Sao cũng được. Sự thật của Trâm không bao giờ những người xung quanh được biết. Dòng đai kín đặc của dư luận sẽ không gây một tác dụng nào trong đời sống nội tâm của nàng. Tôi đánh liều cả đời mình vào một canh bạc lớn. Tôi biết là cuối cùng rồi sẽ rỗng túi, đứng lên,
ra khỏi cuộc tranh chấp đó thật vững vững và nhẹ nhàng. Tôi không cần, tôi đã nói và đã sống không cần như thế. Mọi trường hợp kết án, ân xá hay giảm khinh của những phiên tòa đời trở thành vô ích hoàn toàn đối với một tử tội đã âm thầm dự định tự tử. Tôi muốn chết, không phải chán đời, nhưng vì tôi yêu đời vô cùng mà cuộc đời đã phản bội không bao giờ như ý tôi. Như vậy mai kia đời sẽ lôi tôi ra đòi giao chiến. Tôi sẽ đến không mang khí giới, tôi chỉ cười, và cũng mình tôi biết đó là cái cười vắt ra nước mắt. Cũng như chỉ mình tôi hiểu thảm trạng nào đã bắt tôi có thái độ làm lì công phẫn như thế với đời. Thôi, thôi cứ giết tôi đi, đừng nhiều lời quanh quẩn. Trâm Dùng chạy xuống đồi về phía nhà mình. Nắng gió lao sao ở trên đầu đuổi theo, những ý tưởng đó cũng điên cuồng đuổi theo. Và tất cả dừng lại, dừng hẳn lại trước mặt người con trai đứng đón trên đường. Trâm chợt nhớ ra điều gì, nhìn về phía nhà bếp lạnh ngắt rồi nhìn Minh. Gần một giờ rồi chưa cơm nước gì, Minh đói lắm không? Minh đút hai tay vào túi quần jean, hí hửng như có điều gì vui vẻ lắm. Ừ, đói quá đi, xuống phố ăn cô, trong nhà chẳng còn gì. Đồng ý, lâu rồi không xuống phố, cùng vào thay áo ra chứ, ăn mặc như thế này. Hai người đi song song xuống thềm, gần đến cửa Minh đi lùi lại. Trâm bước vào trước, nàng buông thõng hai tay xuống kêu lên. Cơm nước ở đâu này? Giữa bàn, chén đĩa sạch sẽ bóng loáng, đặt ngay ngắn cạnh muỗng đũa và khăn ăn tươm tất. Dĩa cơm đầy trắng non và bốc thơm hơi, cũng xào, cũng canh, cũng kho, chiên đủ thứ. Minh, chị ba đến giúp việc lại cho mình đấy à? Không. Thế ai nấu cơm? Em nhờ con bé ở bên thầy chú. Minh kéo ghế ngồi xuống. Thôi thôi ăn đã, đói mà cô tra khảo hoài. Kỳ dị quá, phải biết ai nấu mới ăn chứ. Minh thản nhiên xới cơm ra hai chén, đáp gọn lỏn. Em. Trâm ném dí tay xách vở lên bệ lò sưởi, chạy nhanh vào bếp. Trên lò ấm nước đang sôi, những xu đậu, cà rốt, khoai, trứng trong tủ đã biến đi, chỉ còn vỏ lẫn rác bừa bãi giữa nhà. Cái đồng hồ tay của Minh cởi ra để quên trên góc bếp. Trâm áp tay lên má, sững sờ một giây rồi cầm chiếc đồng hồ Minh trở lại phòng ăn. Tiếng nói Trâm rung động từ trên vai Minh tỏa xuống. Đưa tay đây bồi, mang đồng hồ vào cho. Minh quay đầu lại, ngước lên nhìn Trâm, chùi hai bàn tay ra. Những ngón tay dài thon trắng bám đầy những vết nhỏ chảo. Trâm kêu lên, trời ơi trời ơi. Nâng chéo áo lông trắng lên, cầm mấy ngón tay bẩn của Minh và lau thật nhẹ. Rồi nàng cởi phăng áo khoác đã quấn quen những vết nhơ đó, cuốn tròn ném dục vào góc phòng. Chiếc áo trắng nuột sổ tung rơi xuống. Trâm ngồi xuống bàn bên cạnh Minh. Minh trao đôi đũa cho nàng. Thôi cô ăn đi cô. Ăn được vài miếng, Trâm buông chén đũa ngồi lặng người một lúc lâu. Minh ngơ ngác nhìn vào hai con mắt ngấn ngấn lệ của Trâm. Nàng nhìn lại Minh thật lâu, mỉm cười, chớp nhẹ hàng mi và giọt nước mắt rụng xuống gò má thoảng hồng giây phút. Tự nhiên tôi cảm thấy sung sướng vô cùng, cảm thấy khó diễn tả được tình trạng này. Nhưng một đời người nhiều lắm cũng một đôi lúc được cảm thấy như thế. Đến hôm nay tôi mới cảm thấy, mới nhận ra điều ấy. Thật muộn. Vì vậy mà tôi chợt thấy lo sợ mông lung, như có một mất mát đổi thay nào sắp đổ ào tới. Và mình cũng không còn đủ thì giờ để cảm thấy nhờ nhau mà sung sướng nữa, Minh à. Cũng không còn trở lại những ngày qua được. Điều đó thật dĩ nhiên. Nhưng phút này tôi đang thật cảm thấy điều đó, như có thể chạm được bàn tay vô hình của số mệnh. Minh ăn đi chứ. Tự nhiên tôi nghẹn và no, và thế nào ấy, như bữa ăn này là bữa ăn cuối cùng có em hoàn toàn. Nàng nhìn vai áo len ấm áp của Minh và nghĩ, nếu Minh nhỏ hơn thế hoặc lớn hẳn hơn nàng, Trâm sẽ nghiêng đầu qua úp mặt vào đó trong một phút thôi, để lắng nghe cái cảm giác mơ hồ đang rì rào chảy xuống khắp cơ thể. Tâm hồn mình như những dòng nước ngầm chảy qua khe đá trên thác cao. Giọng Minh vẫn hồn nhiên. Sao thế? Bữa nào mình cũng ăn cơm với nhau mà. Có thể vẫn còn, nhưng không vui nữa. Tôi linh cảm như thế. Im một lúc rồi, Trâm đem chuyện trong buổi họp hội đồng giáo sư nói cho Minh nghe, kể cả việc ông hiệu trưởng hẹn sẽ ban quấn từ cho nàng vào ngày mai. Minh nói, trường làm như vậy, nếu học trò căn cứ theo nội quy bộ ấn định mà phản đối và khiếu nại, họ sẽ bị lật tẩy. Thế nào cũng có đứa làm như thế. Nhiều chuyện vô lý đã xảy ra, bọn nó công phẫn lắm. Em thì không cần, cóc thèm học trường này nữa. Sẽ rút học bạ, xin thôi trước khi họ tìm cách tống khứ. Bọn hèn. Trâm định nói, tôi cũng định làm như vậy. Nhưng nghĩ chưa nên cho Minh biết quyết định cuối cùng vào lúc này, nên lại thôi. Liệu họ có làm gì lâu thôi không?
họ có quyền gì mà làm lôi thôi với tôi? Tôi làm đầy đủ bổn phận, chấp nhận những luật lệ quy tắc của trường. Tôi cũng không động chạm gì đến quyền lợi hay phe đảng của họ. Nhưng nếu họ kiếm cớ, họ cũng không làm gì nổi tôi. Tôi không cần xoay sở, và họ cũng không kịp trở tay trước tôi đâu. Đời của tôi sống, việc của tôi tự rửa lấy. Không một người, một nhóm, một mưu toan nào có quyền phê phán hay định đoạt đâu. Tôi không cần nữa, vì không muốn bị lệ thuộc. Tôi không muốn sự sống của tôi bị tổn thương với những điều bắt bẻ đó. Tôi không cần nữa. Hay là cô định bỏ trường này? Sao mình nghĩ thế? Nghĩ chứ. Vì tất cả nguyên nhân rắc rối cho cô là em, và nguyên nhân rắc rối cho em là tôi. Vậy Huệ nhé. Minh cười buồn. Huệ sao được? Em thì nghĩa lý gì, nhưng còn cô, làm sao biết ai nghĩa lý và giá trị hơn ai? Cũng chỉ là những con cá tuyệt vọng trong tấm lưới đời khe khắt. Thôi, cho qua chuyện đó. Còn sống chiều nay, ngày mai, chiều cấm không được ăn, mình xuống phố. Mười ngón tay lùa trong tóc rối, đôi mắt mở lớn trong gương, Trâm bỗng lặng người với ý nghĩ mình là cô dâu trong giờ trang điểm cuối cùng. Nàng mím môi mắng bóng mình trong gương, đồ hư. Rồi thuận tay Trâm vớ cái gương soi ném dục xuống giường. Tiếng giày Minh chạy lên thang lầu thoăn thoắt, đứng ở khung cửa nó hỏi vọng vào. Xong chưa cô? Sắp. Mấy giờ rồi Minh? 6:30. Hẹn ba ba mấy giờ? 7. Minh đứng chống tay vào cửa ngắm Trâm từ đầu đến chân. Đẹp quá. Mình nói nhảm bao nhiêu lần rồi, cô soi gương xem. Trong gương không phải là tôi, chỉ bóng. Tôi không thấy được tôi. Mình cũng chỉ thấy cái bóng đó, không bao giờ biết tôi. Nghĩa lý gì cái bề ngoài của một người đàn bà? Vậy mà đàn ông cứ chết vì cái bề ngoài đó. Đàn bà mê đàn ông vì tiền, địa vị. Đàn ông mê đàn bà vì nhan sắc. Nguyên tắc thối đời nó thế. Nhưng cô đừng lo cho em. Em là con trai không phải là đàn ông. Mình ăn nói lạ, cô cũng lạ, nhưng mình quen cái lạ của nhau rồi. Này Minh, chốc nữa trước mặt papa đừng đùa với tôi đấy nhé. Dạ, rồi sẽ thưa bẩm đàng hoàng, không phải kịch, miễn là đừng du côn. Thôi, xuống nhà dưới cho tôi chải tóc nhé. Em đứng đây được không? Gì vậy? Nhìn cô chải tóc, đàn bà ngồi trang điểm hay lạ. Trâm ngoảy đầu cho mái tóc bung ra che kín khuôn mặt. Minh nói, thôi cô đừng chải tóc, có phải đi dạy đâu. Nhưng gặp ba ba em. Em biết, nhưng cô chiều em một chút đi. Một lần này thôi, để tóc dậy đi với em. Trâm mỉm cười yên lặng chải tóc bằng năm ngón tay. Rồi nàng ném chìa khóa cho Minh. Minh khóa hết những cửa dưới lầu, trên lầu giùm. Khóa cô lại trong phòng này nhé. Tưởng chìa khóa giam được tôi sao? Tùy ở người khóa ấy. Minh đặt chìa khóa xuống bàn. Em không khóa nổi. Minh. Minh quay lại bắt gặp hai con mắt Trâm đăm đăm nhìn mình chưa bao giờ lạ lùng thế. Trâm nhặt chìa khóa đặt vào lòng tay Minh, rồi nàng ra đứng chờ Minh ở thang lầu. Bên ngoài trời vừa tối, tiếng giày hai người trộn lẫn vào nhau trên bậc thềm đã tối lờ mờ. Con đường như một dải lụa xám bồng bềnh nổi lên giữa hai bờ cỏ đen thẫm, thoang thoảng hơi sương. Thỉnh thoảng Minh đứng lại chờ Trâm lùi lại với những bước giày cao ngập ngừng. Màu áo Trâm lẫn vào trong tối, chỉ còn lờ mờ vết trắng của bàn tay mang găng. Tiếng gót giày gõ trên mặt đường nhựa loang lổ. Cô đau chân không? Dừng đây chờ xe. Giọng Trâm thoảng trong tiếng sạc sào của gió lá về đêm. Thôi cứ đi, lâu lắm tôi không được đau chân. Trâm hoảng hốt nghe lời mình như một tử thú dân chiều theo mời gọi phiêu du liều lĩnh và nao nức nào. Bóng tối chìm sâu xuống, và con đường như nâng cao vẽ thành lối đi xa thẳm hoang đường. Trâm chưa bao giờ đến. Cách nhà một khoảng xa mới thấp thoáng có bóng đèn xe đầu đường. Có bóng người trên xe. Minh đứng gần Trâm cho tiếng nói phủ lên mặt nàng hơi ấm. Mình chờ xe taxi đó trở lại. Nhưng khi xe trở lại vẫn còn bóng người trên, Trâm đã thất vọng thì xe bỗng đột ngột dừng lại. Cửa bật mở, và Trâm nhận ra cái đầu bao giờ cũng đi trước thân hình của Thâm, giáo sư trên trường mình. Minh lùi lại một bước. Thâm hỏi bất đắc dĩ, quãng này vắng xe, chị đi đâu? Mời chị đi cùng chúng tôi. Vợ Thâm ngồi cạnh chồng quay ra cười cượng. Dân, mời cô cùng đi cho vui. Nàng phân vân trong một thoáng suy tính. Cùng đi thì Trâm không muốn, vì phải chung với vợ chồng Thâm. Dù chỉ tạm bợ một quãng đường, không đi họ tưởng nàng ngán vì có Minh kèm theo. Để hợp thức hóa tình trạng, Trâm chọn giải pháp thứ nhất. Phiền anh chị quá, thôi tôi xin đi nhờ một quãng. Trâm có ý chần chờ xem Thâm xếp vị trí trong xe ra sao. Lẽ ra thẳng thắn và giản dị, vì đã cùng đi cứ việc chia ra hai cặp, nghĩa là vợ chồng Thâm ngồi trước, còn cặp kia đằng sau. Nhưng Thâm có lẽ lo lắng theo vấn đề thọ bất thân quá kỹ,
nên mời Trâm ngồi sau với vợ và tóm thằng đệ tử động trời ra ngồi đằng trước với mình. Xe chạy, Trâm mím chặt môi cho tiếng cười khỏi bật lên khi thấy thầy giáo ngồi cạnh học trò cứng ngắc, im phắc như khúc cây. Tưởng chừng một cử động, một lời nói, cả bọn người trên xe đều phá lên cười rủ rượi, hay một trong bốn người sẽ nhảy ra khỏi xe chạy trốn. Ngồi đằng sau, Trâm tưởng Minh cũng đang cố nhịn cười như mình trong buổi kỳ ngộ tay tư quái gở. Vợ Thâm lý nhí hỏi Trâm chuyện nhà cửa. Trâm cố giữ giọng mình thật thản nhiên, che lấp những tiếng cười, nhưng như dầu đổ vào lửa, vợ Thâm đột ngột chém một câu vô ý: "Thưa anh chị xuống đâu?" Trâm tưởng mình sẽ phá lên cười và mặt Thâm sượng cứng lại vì câu hỏi tàn khốc của vợ. Nếu kẻ khác nói, Trâm đã cho là tinh quái độc địa, có ác ý, cố nói lầm. Nhưng trái với chồng, vợ Thâm hiền lành giản dị, không thể ngang nhiên chê xỏ phá Trâm như vậy. Vì sau khi lỡ lời, có lẽ vợ Thâm tưởng đang đi với cặp Chu Loan hay Khoa Yến. Người đàn bà tỏ vẻ bối rối ngượng nghịu. Trâm gỡ rối cho vợ Thâm và chính mình, phớt tỉnh và ngang nhiên tuyên bố: "Anh chị cho chúng tôi xuống gần phố." Gã tài xế taxi nhấn ga cho xe vút nhanh qua con đường đồi. Thấy vợ Thâm len lén nhìn áo quần dày bí lóng lánh sáng chói của mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt trang điểm kỹ càng, đoán là nàng sẽ nghĩ mình đi chơi đâu đó với Minh, Trâm hỏi lớn: "Minh này, phải bác dặn em đúng 7 giờ chứ?" "Thưa cô, vâng." "May gặp xe." "Không có, cả nhà lần đó lại phải chờ." Lúc xuống xe, Trâm cố giữ vẻ tự nhiên và khoan thai cảm ơn vợ chồng Thâm. Minh gật đầu chào nhanh giáo sư rồi nhảy xuống đường. Xe khuất, Trâm bật lên cười thanh khách. Minh tỉnh khô chìa tay: "Cô cho 20 đi." Trâm đưa tiền cho Minh, chưa kịp hỏi Minh đã giải thích: "Mai hắn dạy em giờ đầu, thế nào hắn cũng phát thanh trong hàng ngũ mô phạm tin tức sốt dẻo tối nay. Cả bọn lại trùng mặt em tha hồ. Mai vào lớp em sẽ trả tiền xe bớt cho hắn giữa mặt cả lớp và cảm ơn trọng thể cho coi." Minh nghênh mặt đút tiền vào túi: "Thật mà, cô không tính sao?" Tin gấp, Minh xếp xong làm tàn. Lịch sự thế chứ làm tàn gì. Minh kỳ quá à. Minh đứng dừng lại nhìn Trâm. Hai người quay mặt trong giao bỡ ngỡ. Gió đêm phơ phất mái tóc loạn của người đàn bà trẻ. Ánh đèn phố vắng hắt lên khuôn mặt lộ lộ từng nét bàng hoàng rung động và vành môi thoa son Miss Down, vẽ một nét cong Sài Gòn con gái. Trâm là sự pha lẫn giữa dịu dàng cổ kính của Huế và mang dại nồng nàn của Sài Gòn. Qua tiếng nói, trang phục và tâm tính quay theo chiều trong chóng. Kỳ quá à. Những lúc cảm thấy thân nhau không còn biên giới, Trâm thường gắt Minh như thế: "Cô nói nữa đi nào." "Nói gì?" "Nói kỳ quá à đi." "Thôi câm rồi." Cả hai cùng bật lên cười và niềm vui đậu mãi trên môi cho đến khi vào nhà người bác họ, nơi ông Hân ở. Tiếng nói chuyện ở bàn ăn ngừng bặt khi Trâm theo Minh bước vào và khung cửa sáng chói ánh đèn. Trâm cúi chào mọi người một lượt, luống cuống trong một mặt cảm lạ lùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào một ai, nhất là ông Hân. Ông đặt khăn và xô ghế đứng lên qua phòng khách, chỉ Trâm ngồi ghế đối diện và nói bằng giọng kẻ trên với người dưới: "Cô đã dùng cơm chưa? Nghe con tôi bảo cô không có người làm, có lẽ cô khó lắm." Những chiến thuật Trâm sắp đặt sẵn dành đối phó với ông Hân bỗng nhiên tiêu tan hết. Nàng ngồi khép nép hai tay ngay ngắn trên tà áo, khốn khổ như con cá rơi vào lưới rộng. Lâu lắm nàng không nhớ ông Hân hỏi gì và ấp úng: "Lẽ ra tôi phải đến thăm ngay khi ông mới về, thế mà hôm qua ông đến thăm trước." "Tôi đến thăm cô phải hơn, để cảm ơn cô đã săn sóc con tôi và cho biết cô luôn thể." Trâm cố quên mái tóc mình, quên Minh, quên đoạn đường vừa đi qua, trở lại nghiêm trang già dặn trong vai cô giáo ở bậc phụ huynh ngang hàng với ông Hân. Nhưng trong câu chuyện, vẻ lúng túng dè dặt của Trâm và giọng nói vừa thản nhiên dò xét của ông Hân đã vô tình phân định vai trò mỗi người. "Nó ở trong nhà hẳn là phiền cô nhiều chuyện lắm." "Thưa ông, có gì là phiền, chỉ sợ em ở với ông sung sướng đã quen. Nay trọ nhà tôi cách cuộc gì cũng khác, đâu có đầy đủ được cho bằng ở nhà." "Sướng mới hư thân mất nết, chúng tôi thật khổ theo nó nhiều quá rồi." "Ở với tôi Minh lo học hành cũng ngoan lắm, có gì đâu thưa ông." Ông Hân nhìn Trâm chăm chú và mỉm cười. Trâm chợt lặng người như ông đang cười nhạt vào mặt mình. "Này cô kia, không qua mắt tôi nổi đâu, đừng biện bác vô ích." "Mỗi năm nó đi học, nó đổi chỗ hàng chục lần, xài tiền ham chơi, học hành gì được. Cô không thấy nó như thế sao?" Trâm nhìn qua Minh đứng khuất bên kia cái cột rồi nhỏ giọng: "Nhưng theo tôi nghĩ thì điều đó cũng chưa tai hại bằng tính khí thất thường.
Trường hợp Minh tôi đã cố gắng tìm hiểu và mong muốn có cách gì cứu vãn. Tôi tự biết là không có quyền, chỉ mong được gặp ông để thưa chuyện. Lời nói chân thành, và Trâm nhớ đến dự định sửa đổi Minh, biến cải đời Minh ngày trước. Nhưng giờ nàng tự thấy mình không còn xứng đáng với vai trò đó, và mọi điều giải bày với ông Hân sẽ không dễ dàng được chấp nhận, cảm thông như nàng tưởng. Vâng, nhưng đó là bổn phận của chúng tôi, cô không nên quan tâm. Nhịp cầu dao nói đến đó là gãy đổ. Trâm tự thấy không bao giờ còn can đảm và trơ tráo để nói với ông Hân một lời nào nữa về Minh. Lời ông như một hất hủi khước từ. Trâm tự nhiên cảm thấy mình lố bịch, như kẻ diễn tuồng sai lạc, mất vai trò mình từ đầu. Nàng đứng lên. Mình ở lại đây tối nay, tôi xin phép về nhà. Không được, mời cô ở lại cùng đi chơi với chúng tôi. Thôi ông để cho khi khác, biết còn dịp nào nữa không, cũng trong nhà cả có ai đâu. Trâm nhìn về phía thang lầu, Minh cũng vừa nhìn lại, ra dấu cho nàng bằng lòng, rồi nghiêng đầu nhìn nàng chăm chăm tinh nghịch. Nàng cũng hất đầu nhẹ bảo ngầm, đừng Minh, ba ba kìa. Minh cũng lắc đầu như đáp lại, bất cần. Minh, có phim gì hay không con? Có, ba ba. Mời cả nhà đi, cũng vừa kịp xúc tối. Ở rạp hát ra đã 11 giờ khuya, ông bác họ Minh đưa xe cho cả nhà đi ăn. Xuống xe, Trâm choáng váng đi vào vùng ánh sáng như người chưa tỉnh ngủ. Màu đen xanh nhạt tỏa lên khuôn mặt Minh lờ đờ mệt mỏi. Tự nhiên hai người mỉm cười yên lặng với nhau. Minh nói nhỏ khi đi lùi lại trên lối hẹp vào nhà hàng ăn. Thèm thuốc quá, muốn về nhà ngay cho rồi. Có thuốc đấy chứ, vào phòng bên kia hút xong rồi ra, ba ba không biết đâu, nhanh lên nhé. Minh khuất vào cánh cửa tối, chừng 2 phút sau Minh ra ngồi về chiếc ghế trống còn lại. Đối diện Trâm, dưới ánh đèn sáng, cạnh những người đang kín đáo dò xét thái độ mình, Trâm không dám nhìn lên mặt Minh. Minh ngồi loay hoay, bực tức, cảm thấy bị trói buộc trong không khí nặng nề, khó chịu. Cái bàn lúc đó rộng ra như một con sông lớn, mỗi người ngồi bên này bờ, nhìn sang bên kia, nhìn thấy nhau và cảm thấy ngăn cách vời vợi. Chưa bao giờ như thế. Trâm lau nhẹ đôi đũa trao cho Minh. Trâm nói với Minh lúc ra xe, tối nay Minh về đằng bác nhé. Minh nháy mắt lắc đầu. Ông Hân bảo, thôi mai con đến với ba, giờ con phải về với cô. Trên xe, Minh ngồi dựa hẳn đầu vào cánh tay ông Hân. Hai cha con thỉnh thoảng thì thầm với nhau, Trâm không nghe rõ. Sự thân mật đó bỗng nhiên chuyển qua Trâm một cơn sao động êm ái và buồn rầu. Nàng ngồi im, tựa đầu vào kính xe, giờ mệt mỏi cho không ai hỏi đến. Gió quật mớ tóc vào mặt, và Trâm nhắm nghiền hai mắt. Đến nhà, ông Hân mở cửa xe cho Minh xuống, quay lại dặn Trâm, mai cô sửa soạn sớm, chúng tôi đến đón đi plow. Trâm gật đầu như máy, chào mọi người lẳng lặng xuống xe. Ánh đèn và tiếng động mất hút sau rừng trong một thoáng. Từng cơn gió giá buốt tới tấp tạc vào mặt, vào người, làm Trâm choáng váng trong một cảm giác lao đao kỳ thú. Dòm sao long lanh sáng trên đầu, thung lũng, đồi cao, cửa nhà mất hút trong đêm sâu, chỉ còn tiếng rì rào của lá cây chải gió. Từng bậc thềm đá lờ mờ như lối đi xuống nhà mồ quan. Tòa lầu bỗng rờn rợn trắng lẫn giữa màu đen u uất bốn bề dây phủ. Hai người men theo lối cỏ ngập ngừng bước xuống như bóng ma bơi chập chờn trong biển đêm. Gió vẫn ào ào thổi tới, lay chuyển cả linh hồn thể phách Trâm vào quang mê. Tiếng Minh như từ một đáy vực sâu hun hút nào vang vọng lại. Vào thôi cô, lạnh quá. Lời người đàn bà run rẩy vu vơ, sao đêm nay nhiều gió thế. Tối quá, cô đi được không? Không thấy gì hết, cứ buốt xuống. Hai bàn tay lạnh buốt tìm nhau, một hòn sỏi lăn nhẹ xuống bậc thềm đá. Dưới cỏ, một con vật không tên nào tìm đường lẩn trốn. Tiếng động nhỏ buồn mà vang xa như một lời van xin yếu đuối tuyệt vọng. Trâm nghiêng người bước hụt bậc thềm cuối. Cánh tay nàng chạm vào ngực áo len mềm dịu ấm áp của người con trai. Nàng nhắm mắt, mặc cho Minh dẫn đường. Thôi thôi, tôi sống cho đời đã quá nhiều, đã quá lâu, giờ xin một phút cho tôi. Một phút mong manh, đêm trải dài khắp thời gian mai sau cao rộng. Cho tôi sống một lần, dù phải chết một đời. Thôi, tôi không còn quá khứ, không còn tương lai, không còn phải trái, tốt xấu, tội phúc. Tất cả thuộc về đời rồi. Tôi còn mình tôi dưới vực sâu này, ở xa tích một hành tinh khác, một số kiếp khác. Cuộc phấn đấu dằn dai đến đây là hết. Những tháng ngày bình yên, những tiếng tâm mua chuộc, những dằn vặt khắc khoải ưu tư, đến đây là hết, là hết. Lời Trâm lúc đó là lời của một con đồng nhật sát dẫn lên. Chìa khóa đâu rồi Minh? Tiếng lách cách ở ổ khóa đáp lời. Hai người bước vào yên lặng, cửa khóa lại sau lưng. Trâm giới tay tìm chỗ bật đèn.
Ngoài kia tiếng thông reo huyên náo lan xa khắp mấy bờ trời khuya khắc. Những vì sao rộn ràng lấp lánh như chỉ sáng một lần cho đêm nay, rồi chìm khuất trong hư vô. Từng trục hành tinh quay nhẹ nhẹ, lặng và buồn rồi ngừng hẳn. Trái đất chừng như mềm vỡ tan, biến thành hương hơi. Hết tập 10. Còn tiếp.